Thưa quý vị, là lực lượng trên tuyến đầu chống Covid-19 ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép có thể mang theo dịch bệnh vào Việt Nam qua biên giới, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang phải vượt qua rất nhiều những khó khăn vất vả. Với các anh, nhiều ngày qua rừng đã trở thành nhà và lều bạt đã là nơi để nghỉ ngơi. Gói ghém toàn bộ tư trang cùng với ít nhu yếu phẩm, 100% cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Phước Chỉ phải có mặt tại tất cả các điểm chốt cố định cũng như chốt lưu động trên tuyến biên giới. Và khi vừa tới địa điểm tập kết, các chiến sĩ đã phân công nhau tiến hành dựng lều dã chiến, tất cả sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài và phức tạp. Chứ là ban đêm là anh em gần như là thức hai ca nhau mà đi trận tiếp tục, chứ không thể nào mà ngủ, kiên nhẫn mà ngủ được. Tại Núi Mòn, ngay gần cột mốc 175/2, một chiếc lều dã chiến được dựng lên. 6 chiến sĩ, gồm 4 chiến sĩ biên phòng cùng 2 chiến sĩ dân quân thực hiện ăn ngủ tại chỗ. Bất chấp cái nắng như đổ lửa 37-38 độ vào ban ngày và cái lạnh giá vào ban đêm. Sẽ là gì? Toàn bộ các chốt chân như là của đồn là sẽ đảm bảo ăn uống sinh hoạt tại chỗ. Và mọi cái là từng bước khắc phục, vừa xác định là gì, cái phòng chống dịch này là nó dự đoán là diễn biến khó lường phức tạp, không thể là gì là biết trước được thì nó kéo dài bao lâu. Do vậy cứ xác định là ổn định là nó lâu dài. Tính từ thời điểm nhận nhiệm vụ trực chiến để phòng chống dịch đến nay, dường như chưa có cán bộ chiến sĩ nào trên tuyến biên giới Tây Nam này được về thăm gia đình. Tất cả đều quán triệt tinh thần hết dịch mới về. Sẽ khó có thể kể hết những khó khăn vất vả của các cán bộ và chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới, nhưng trước sự phức tạp của tình hình dịch bệnh thì khả năng lây lan qua biên giới là rất lớn, nên mỗi một chốt, mỗi tổ công tác đều nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc. Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì chỉ trong vòng một tháng qua, lực lượng biên phòng của 10 tỉnh từ Kiên Giang đến Kon Tum đã lập vành đai sống với gần 1.500 tổ chốt trên tuyến biên giới nhằm kiểm soát chặt hoạt động qua lại biên giới của người dân, trong đó có trên 900 chốt cố định và gần 500 tổ là chốt lưu động. Thưa quý vị, với địa hình chủ yếu là đồng bằng kênh rạch, có nhiều đường mòn lối mở thuận tiện cho việc thông thương qua lại giữa người dân hai bên biên giới. Vì thế mà việc lập ra hàng ngàn chốt tổ nhằm kiểm tra kiểm soát người phương tiện qua lại trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hiện nay có thể nói là vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa nâng cao hiệu quả chống dịch. Đây là những đối tượng đã bị lực lượng biên phòng Tịnh Biên tỉnh An Giang phát hiện khi vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo lời khai ban đầu, do muốn sang Việt Nam mua hàng hóa về phục vụ cho gia đình, nhưng lo sợ sẽ bị cách ly nếu đi theo đường chính ngạch, nên các đối tượng đã lợi dụng đường bờ ruộng đi để khỏi bị phát hiện. Để đề phòng đảm bảo chống dịch, sau khi kiểm tra thân nhiệt, lực lượng chức năng đã bàn giao cho lực lượng đối diện ở phía cửa khẩu. Hiện các đơn vị bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã triển khai 25 khu cách ly có khả năng cách ly khoảng 8.500 người. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang bước vào giai đoạn đầy khó khăn và phức tạp khi mà số ca nhiễm Covid-19 vẫn chưa dừng lại. Đặc biệt từ khi áp dụng lệnh cấm nhập cảnh người nước ngoài vào Việt Nam thì công tác phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới đang được triển khai quyết liệt hơn bao giờ hết. Những ngày này, những người lính biên phòng cùng với lực lượng công an, dân quân tự vệ xã đã thức trắng đêm chốt chặn nơi tuyến đầu chống dịch. Chốt biên phòng Trảng Chanh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Phải mất khá lâu thì nhóm phóng viên mới có thể tiếp cận được nơi mà các chiến sĩ biên phòng và công an xã dựng lều dã chiến. Bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ thì toàn tổ đều thức, và từ 10 giờ đến về sau thì cứ hai một ca là khoảng 2 đến 3 tiếng chia nhau mà thức. Để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở, đêm nào cũng vậy, điểm mục tuần tra rồi lại đổi ca, rồi lại tuần tra, được các chiến sĩ biên phòng dọc tuyến biên giới Tây Nam lặp đi lặp lại. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những chốt dã chiến đã được mọc lên trên khắp các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới Tây Nam, và 24/24 giờ lực lượng biên phòng thay nhau canh giữ để nhằm ngăn chặn những người vượt biên trái phép, từ đó kịp thời đưa họ đến những điểm cách ly tập trung của các địa phương. Vừa làm nhiệm vụ, vừa chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên là hoàn cảnh chung của cán bộ chiến sĩ biên phòng suốt nhiều ngày qua. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, việc đảm bảo sức khỏe luôn là chủ đề mà anh em trong tổ nhắc nhau mỗi khi đêm về. Không, Covid chưa thấy đâu, mình là ngã bệnh là chết.
biên giới về đêm, nhiệt độ xuống thấp, nhiều điểm chốt không điện, không sóng điện thoại. Ăn vội chiếc bánh gạo mà hồi chiều vừa được người dân hỗ trợ, lấy sức tiếp tục cho đợt đi tuần tiếp theo. Lại một đêm nữa sắp trôi qua.